Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá Tây Bắc, cao nguyên đá Đồng Văn. Ê, mọi người ơi, Nam, Ngân và Khoa đang có mặt ở cao nguyên đá Đồng Văn. Bảo tàng thiên nhiên độc đáo, cực Bắc, địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi ai cũng muốn một lần đặt chân tới. Không thể kìm lòng trước vẻ đẹp hùng vĩ. Đồi núi trùng điệp, dốc chín quanh uốn lượn và thung lũng thơ mộng phía xa. Khám phá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đây là phòng, chắc là đây là phòng truyền thống, nơi mà treo lại tất cả những kỷ vật, những tấm hình ghi lại của ông vương chính Đức. Nhìn ở ngoài nhỏ nhưng mà vào cái gian này rất là nhiều phòng đúng không? Đúng rồi. Và đây là gian thứ hai, cùng khám phá xem gian thứ ba là cái gì. Cùng Mạc Văn Khoa, Đỗ Duy Nam, Kiều Ngân trải qua những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ tại nơi đây. Toàn là đá ơi, thể anh đang bị đóng băng ơi. Mọi người ơi, Nam, Ngân và Khoa đang có mặt ở cao nguyên đá Đồng Văn. Và có thể nói đây là một địa điểm mà nếu như các bạn có cơ hội để ghé thăm Hà Giang thì nhất định không thể nào bỏ lỡ được. Chào mừng các bạn cùng đến với ẩm thực kỳ thú Hà Giang. Ở trên núi đá cho nên trên tay Khoa đang cầm một hòn đá. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì bộ ba anh em chúng tôi sẵn sàng để đi khám phá những địa điểm lý thú tại tỉnh Hà Giang rồi đây. Nghe đồn với người dân ở đây không chỉ có bản sắc văn hóa nè, trang phục, đời sống phong phú mà đặc biệt nhất chính là ẩm thực. Thế thì còn chần chừ gì nữa, đi thôi, đói bụng lắm rồi. Đi thôi. Đi ăn thôi nào. Đi ăn mà còn đi nấu nữa. Khoan, trả lại hòn đá cho núi đá cái đã. Lại núi đá nhà hòn đá. Đi. Rồi. Đây, vào đây, vào đây. Phát cho cái giỏ. Thơm thơm mùi bánh đúng không? Đây cũng là một cái địa điểm mà khi đến Hà Giang không thể bỏ qua. Ở đây có nhiều, rất là nhiều đặc sản của địa phương này. Bánh hạt dền này. Bánh hạt dền. Cái hạt này là hạt mắc kén để chấm những cái món ăn đi em. Phải không anh? Cô ơi, đây là cái hạt giống của hoa tam giác mạch đây đúng không ạ? Vâng. Đây, hạt giống của hoa tam giác mạch này em này. Có hoa tam giác mạch á? Hạt giống này. Là sao gọi tên là hoa là tam giác mạch á? Tam giác mạch là hình như là cánh của nó có 3 cánh đúng không ạ? Cái này là về trồng nó. Với lại cái này mình về trồng hả cô? Hạt của nó hình tam giác đây đúng không? Hạt dổi này và rất nhiều các loại hạt. Cái này là hồi đô xanh này. Hạt gì cô? Hạt hồi. Hạt hồi nè. Đây là hạt gì đó hả chị? Hạt cải mèo. Hạt cải mèo. Cải mèo màu vàng. Mình mọc mà thấy mình đi mà thấy mọc quá trời. Qua sang bên này xem là ui ôi lại có đồ ăn. Tới đồ ăn này hả? Đồ ăn lại đồ nướng đây, trứng đây. Em chị ạ.
Nãy em thấy mấy em đi du lịch ăn cái bánh này này. Ờ. Bánh này là bánh gì ạ? Bánh tam giác. À, tam giác mạch. Từ cái làm từ cái hạt hạt kia đúng không ạ? Vâng, từ cái hạt đấy. Cho ba cái. Ngồi đi. Vâng. Đây, ngồi ngoài này. Làm ba cái. Ngồi đây cho nó ấm nè. Cái này nó nhìn nó giống bánh rán chị ạ. À. Làm sao chị ơi? Đây, ăn thử cái bánh tam giác mạch. Nóng không? Người ta cầm cái cây cơ. Okay. Nhân nó ngọt đúng không chị? Vâng, nhân đậu xanh. Đấy, đoán cái nhân ngọt đậu xanh đi. Mềm béo. Ở bên ngoài giống vị của bánh rán. Ngon. Nó mềm mềm, béo béo và ngọt. Nó cũng hơi giống bánh rán ở dưới mình, nhưng mà nó mềm hơn. Chả ăn bên trong nha. Ừ, coi chị làm kìa. Cái nhân này là nó pha với tam giác mạch. Không, cái bột á, ngoài không chị đem. À. Vâng, lấy cái hạt tam giác mạch sát ra thành bột ạ. Chứ không phải là bột mì đâu đúng không? Hạt nó rất là thơm nha. Mọi người ơi, đây cái vỏ của nó mình tưởng là bột mì nhưng không phải. Lấy cái hạt của nó xay ra. Này làm cái vỏ bên ngoài. Vâng. Là thay vì cái bột mì là bằng cái bột hoa tam giác mạch không? Dẻo, thơm. Xem chị đang làm bánh kìa. Xong rồi mới bỏ vào chảo chiên. Bánh này là bánh rán của Doraemon này. Ủa? Cái này là cái gì vậy? À, bánh hạt dền. Bánh hạt dền nghe lạ. Như bỏng ấy nhỉ? Vâng, ăn như bỏng. Đặc sản Đồng Văn. Ừ. Ăn thử ấy. Cái gì mình chưa ăn thì mình nên ăn đúng không? Bẻ ăn thử không? Đây là đặc sản của mình đúng không? Đồng Văn này, ghi chứ đặc sản Đồng Văn này. Vâng. Giống như Hải Dương có đặc sản là em á. Giống như Lào Cai đặc sản là anh á. Em nghe câu không? Trẻ Thái gái tiên cho Lào Cai. Không. Ừ. Thằng má. Nó hơi cứng à. Ôi. Nó giống Ủa? Sao? Nào. Cho thử miếng nào. Anh biết ăn nó làm sao không? Ăn sao? Chị biết ăn nó làm sao không? Ăn vậy đúng không? Anh biết ngon làm sao không? À. Đây. 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 Giòn. Giòn. Nó giống cái trong gạo. Trong bánh không giống bỏng đúng không? Ngoài mình nữa gọi là bỏng đúng không? Còn trong mình gọi bánh cốm á. À. Nhưng mà gác vị nó thanh hơn. Ừ. Nó giòn. Ủa. Khoan nói đúng á, ăn giống bánh cốm nhưng mà cái hạt nó nhỏ hơn. Nó không có ngọt đậm như là bánh cốm mà nó thanh thanh còn giòn nữa. Ngon nhỉ? Hả? Ngon. Còn cái bánh trắng trắng cho bánh gì kìa? À, bánh khảo tam giác mạch ạ. À. Bánh khảo, tất cả những cái đồ này đều làm từ tam giác mạch ạ. Vâng. Tam giác mạch ở đây nó giống như gạo trong mình á anh. À, cái mùa mà hoa tam giác mạch là mọc tràn ngập các sườn đồi và nó có lễ hội hoa tam giác mạch luôn đúng không ạ? Vâng, tam giác mạch thì nó gần như là lương thực thứ hai trên đời. Ừ. Cao gạo và lúa. À, gạo và ngô. À, ngô. Cao ngô. Nhầm lúa. Ừ, nói là sinh ra ở Tây Bắc Lào Cai không biết cái gì hết. Cái lương thực chính mà anh còn không biết thì anh biết được cái gì? Các vùng khác là có lúa, có gạo ruộng bậc thang, nhưng mà vùng này do cao nguyên đá nó nhiều quá không trồng lúa được. Chỉ là trồng một ít là gọi là gạo nguyên thôi. Ở nãy là em đi những cái sườn núi ấy, mình thấy rất là treo leo cái đấy mà cái đất đó mà mình canh tác rồi lấy cái gì mình cuốc hả? Đi nhổ hết cỏ rồi đi lấy cuốc rồi đào hố rồi trồng ngô vào. Vâng, có chỗ là mình phải điệu đất lên và hốc đá để ui là phải chuyển đất lên cái mấy cái hốc ấy. Nhưng mà khi trời mưa nó có bị sói, chắc nó bị sói đất mòn đúng không? Mà cái hạt tam giác mạch này thì nó mọc sao chị? Cái này thì mình cứ gieo xuống là nó. Kim thấy là bán hạt rất là nhiều, là mình vừa ăn mình để vừa gieo luôn đúng không? Vâng, vừa làm hạt giống mà vừa có thể ăn luôn. Nên nó dễ sống mà mình làm rơi xuống đất nó tiện. Tại nó sinh ra nó ở cái đặc trưng cái vùng này mà. Nhưng mà nó có trồng được ở xứ nóng không? À đấy à. Hoa nó sẽ có ăn thử bánh này không? Có chứ. Bóc ra em ăn. Giống bánh như giống cái quả ăn luôn. Em cắn thử miếng này. Em thử miếng ngóc à. Ôi, nhân của nó có hạt vừng. Có thơm ngon. Giống như giống cái quả đúng không? Quả. Quả. Em thấy giống bánh. Khô, giống bánh in như là mình ăn tuyết ấy nhỉ. Giống bánh in ở trong miền Nam á Khoa. À, thì bánh in ngoài ngoài em gọi là quả đó. Ủa vậy hả? Mà ngoài đây hình khác đúng không? Đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà cái ăn là nó bị chóp. Anh ăn xiên nướng hả? Làm xiên đi cho nó ấm đổi khẩu vị. Cải á? À, cải đây hả? Cuốn cải mèo. Cải mèo. Cải mèo. Cải mèo đây đây. Sao gọi là cái nướng để trên này nướng. À. Thế là mình là người dân tộc gì hả chị? Người Mông, người Mông. Mông ở trên này là mông mông trắng. À. Gái trên này da đẹp anh ha, má hơi hơi hơi. Không bao giờ biết phấn son là gì, đẹp tự nhiên, má hồng tự nhiên á. Anh tát thẳng như mặt em, tát thẳng như mặt em. Không em, ôi, thế là. Thôi được rồi, anh ăn đi. Nãy giờ em tưởng mặt thì mặt mọc. Thôi, ăn đi, ăn đi. Ừ, anh thế. Có cần quạt đâu? Cho em cái quạt để em nướng cho. Em là chuyên gia nướng mà. Quay tay. À, quay tay. Quạt quay tay. Ừ, cái này. Quạt quay tay. Đấy, lại bắt đầu tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có gầu trên đầu anh thôi. Lại bài hát đấy đấy. Bọn anh ngày nào cũng phải nhóm than đấy mà. Bồ hóng đấy nó lại bay. Đấy, cẩn thận. Bảo vệ thân chủ, bảo vệ thân chủ. Chị là có gia đình chưa? Có mấy cháu mấy rồi. Mấy cháu rồi. Gần hai cháu. À, một em đang có. Con ơi, cảm ơn con nha, mẹ con nấu đồ ăn ngon lắm. Mấy tháng rồi chị? 8 tháng à, ta chuẩn bị vỡ chum đến nơi rồi còn gì. Cũng sắp rồi đấy. Ờ, cái xiên của em chín rồi đó, cho em ăn trước đây. Vâng. À, cho em xíu tương ớt, đúng rồi, đúng rồi. Nào. Đây. Của anh chín chưa? Cái này chín chưa chị? Chín rồi anh. Chín rồi đấy. Okay. Nhiều nhiều khoai ơi, ăn mới ngon. Thì anh thích ăn nhiều tương ớt hả? Ờ. Đây. Đây để em cầm lên cho. Oh. Nóng á. Đấy. À, nào thử nào. Khi mình cắn ở bên ngoài cái thịt đó, nó béo, nó có gia vị. Nhưng mà quan trọng là khi mình cắn vào tới cái cải mèo á, hăng lên. Nó hăng lên xíu. Cay nồng. Cay đồng. Ngon á. Quên thấy hàng đầu đó. Cái này là cái gì đây chị? Bánh tam giác mạch nướng ạ. Ngon á. À. Bánh ngâm thất. Cái này là chiên, còn cái này là nướng. À, cái này mới là truyền thống hả? Vâng. Ồ, thế sao nãy giờ nó truyền thống yêu? Ừ, nãy giờ trước mặt này không thấy đâu, nhìn em tưởng tít thớt để mài dao. Tưởng tít thớt để mài dao. Cái này ăn nào chị, có phải nướng lại không ạ? Nướng lại nóng rồi, cứ thế cắt ra ăn. Ờ, khoan cho vào đi qua. Để nướng lại đi ha. Ăn món truyền thống. Bánh tam giác mạch nướng. Làm cũng giống như bánh này đúng không chị? Nó khó làm không? Vâng, nó sẽ phải ủ qua đêm. Cái này phải ủ qua đêm. Ủ gạo à? Bột mình làm. Bột tam giác mạch. Tam giác mạch. Cái này làm công phu hơn cái chiên đúng không ạ? Vâng. Rồi, chín rồi đó. Lấy kéo mình cắt ra. Mình ăn lúc nào chị? Lúc nào mình ăn lúc nào hay là lúc nào mình cũng ăn được, ngày nào mình cũng ăn. Nào đói ăn cũng được. Nóng quá. Cái màu xanh của cái bánh ấy là cũng là cái màu của. Vâng, màu của tam giác mạch. Rồi. Vâng. Ta sẽ cắt ra cho mọi người ăn nào. Hạt nó có màu xanh tự nhiên hả chị? Vâng. Đây là bánh truyền thống. Bánh tam giác mạch nha mọi người. Bởi vì ủ qua đêm nên cái mùi bánh thơm. Sao quá. Nó dẻo bằng á, ngon. Em bản thân em thấy ăn cái này ngon hơn là chiên á. Chiên nó bị dầu, nó hơi béo. Còn cái này ăn cái vị nó thanh đúng không, nó dẻo. Này mình ăn không hả chị? Không ý, cái này ngon quá. Anh em mình bữa nay nấu cái bánh này đi ha. Làm bánh đi. Làm bánh này đi. Chứ ơi, làm cái bánh này như chị nói là cũng phải cầu kỳ đúng không? Vâng. Nhưng mà những cái gì cầu kỳ thì bọn em muốn chinh phục. Đúng. Chứ món đơn giản quá, anh em mình làm nhiều rồi. Thế thì biết làm cái bánh này là làm dâu được nha. Và hôm nay sẽ làm bánh tam giác mạch nướng đúng không? Mình sẽ làm món bánh tam giác mạch nướng. Nướng. Ngon quá. Quá. Phải làm món này thôi. Cho em cái bánh này mang về. Ừ, đúng rồi. Để con biết cái công thức. Cho mọi người ăn. Không cần, túi mình có đây rồi. Túi mình có rồi, không cần đâu chị ơi. Đây. Bỏ vào đây. Đi chợ, nên là em đã chuẩn bị sẵn sàng. Ơi, của em bao nhiêu chị? 65.000. Cái bánh bịch bánh 75 với 95.000. Đây, em gửi chị. Hay quá. Em cảm ơn chị nha. Bye con nha, chú đi nha. Bye con nha. Đi cái này đẹp quá nè anh nè. Mình đi xem thử xem quần áo trang phục của người ta như thế nào. Đấy, đi vào đây xem là. Ba lô. Ba lô hình con cú. Hình con cú. Này,
Cô ơi, đây là giày truyền thống của mình đấy à? Ôi đẹp thế nhở, đôi đẹp quá. Mấy đôi nhỏ nhỏ ha, đôi giày truyền thống của người Mông đây, đẹp chưa? Đấy, đôi này mà mang về mà làm quà thì cũng tuyệt, quá đẹp. Làm tay hết đó Hoa. Làm tay hết hả? Ừ. À cô ơi, đôi giày này bao nhiêu ạ? 100.000. À 100.000 á? Đôi này 100.000 này. Mua luôn ha. Ờ, mua đi. Đây con gửi cô 100.000. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, không cho con thôi, con khỏi túi đi. Rồi mua được một đôi giày nhỏ nhỏ dễ thương, rất là dễ thương luôn. Hoa tặng chị bán bánh. Chị ơi. À, bé lần đầu gặp chị vui quá. Em có gửi tặng cho bé một đôi giày mặc dù nó hơi bị to bởi vì bên kia nó không có cái nào nhỏ hơn, thì sau này bé lớn thì cho bé đi nha chị nhá. Nói là chú Hoa tặng nhá. À, thôi ạ, để lần sau. Thôi cái này chứ cô em cũng đâu đi được đâu, em gửi chị đó. Nào chú gửi con nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em đi đây, tặng bé rồi. Ờ, tặng em bé hả? Wow, đây sao nó có nhiều những cái củ lạ vậy ta? Đây là sản vật địa phương này, quế này, cái gì đây? Dây thìa canh này. Thìa canh này. Nấm. À, cái này để nấu thắng cố này. Ờ. Cái này là dược liệu quý, gọi là cây mú từng. Cây gì? Cây mú từng. Rất là nhiều công dụng này. Công dụng là tăng đó. Khả năng của đàn ông. Tăng khả năng của đàn ông. Cái nào tăng? Cây mú rừng. Vậy em nên mua cái túi đó đó Khoa. Chắc phải lấy chục ký quá. Ủa anh Nam, ăn thử này nè, xem có ngon không? Được. Cái gì vậy? Ở kia nó kêu ăn thử. Cái gì á? Có ngon không? Trời ơi, không. Sao nó kiểu gì ấy? Ôi chết, em đọc bị nhầm, nó nói là có độc đừng có ăn. Này. Ôi, mày lúc nào mày chơi sỏ anh nhá, sỏ anh có ăn không? Đâu em giỡn mà, ăn được. Em đỡ anh ơi, chơi này, Khoa. Thưa mọi người ơi, bây giờ chúng ta lại cùng đi khám phá tiếp. Và theo chân chúng tôi, thằng kia đứng lại. Nào, đây là nhà gì anh Nam? Đây là dinh thự vua mèo. À, vua mèo á? À? Là vua của người mèo đúng không? Đúng rồi, như vậy á. Từ ngày xưa đã có tường thành này. Đấy, xung này quanh chắc phải lâu lắm rồi đó. Rất là lâu rồi rồi. Rêu phong mọc. Ủa, đây là những đá không á? Đá xếp vào. Xếp thành đá đó. Ủa. Hay ra ngày xưa người ta gắn bằng cái gì? Ngày xưa đã có xi măng đâu đúng không? Đúng rồi. Đất, gắn bằng cái gì đâu? Đất này. Nhưng mà người ta phải mài đó. Cửa cổ ha. Cổng vào. Ôi đẹp dã man. Cấm ngồi sờ vào hiện vật. Này là những cái đồ ngày xưa vua mèo dùng đấy anh Nam. Cấm ngồi, đâu? Cấm sờ. Cấm. Chắc bộ bàn ghế này lâu cổ. Lâu lắm là mình ngồi lên khéo nó hư. Trong này có khen này. Một số đồ dùng vật dụng của dân tộc Mông. Ủa? Đó. Em biết cái này là gì không? Này là gì ạ? Máy cắt cỏ. À cắt cỏ cho bò, cho ngựa hả? Cho cỏ vào đây. À dập. À, dập. Phải không? Đúng rồi. Đây không sờ. Đây đâu. Cho cỏ ở đây xong thái. Rồi máy cắt cỏ ha. Máy cắt cỏ. Cỏ này là dụng cụ làm nông. Đúng rồi, cái này để cào đất hay sao á? Làm nông nè. Đúng rồi, cái này để đến mùa ngô. Còn cái này, còn cái này. Cái đấy là mùa ngô. Cái đấy là như kiểu máy đun này, đun sôi hay là máy gì đấy. Để nấu ăn. Cái đấy. Đi vào trong kia xem có gì. Đi vào trong xem có gì không. Đẹp sao cái cửa lớn ơi, trời đất ơi. Nhìn nó cổ kính. Cổ kính. Những cái gỗ này. Nội thất gỗ nha. Bao nhiêu năm trời đó. Em nghĩ những cái mái nhỏ nhỏ kia là ngày xưa là người ta tự, người ta khắc tự, người ta làm luôn đấy ha. Lên được không? Lên được. Ủa? Lên được. Đi lên. Ôi. Một gian nhà. Chỗ này mà chụp ảnh nhất nhỉ. Người ta làm tất cả bằng gỗ. Nhưng mà lợp ngói. Ủa ơi, mọi người mát ơi. Lắm. Buổi trưa rất là mát. Tất nha. Cả những cái mái ngói ở đầu mái ngói đều có những con dấu được đóng lên trên đấy, tỉ mỉ, tinh xảo đến cái mức đấy. Rất nhiều gian phòng, cảm giác là một gia tộc chắc ở đây luôn. Đẹp quá. Ui ôi, ở trong này vẫn còn mọi người ơi. Còn trong gian nữa, rộng quá vậy. À.
Chúng ta vừa đi qua một cái gian đằng trước, giờ chúng ta sẽ đi đến một cái gian đằng sau. Gian đằng sau cũng rất rộng, cũng khuôn viên hình chữ U. À, hướng dẫn viên du lịch mọi người ạ, đang giới thiệu về tòa nhà. Hôm nay lên làm món ăn gì em? Dạ vâng. Chơi món bánh tam giác mặn. Dạ. Ông Vương Chính Đức và vợ thứ ba. À, chắc là ông Vương có ba vợ. Ba vợ. Rồi, ít nhất ba vợ. Cái gia tộc con ít cháu nhất. Ấy. Đúng rồi, đông. Ông có vẻ thương vợ ba nhỉ. Đây là phòng, chắc là đây là phòng truyền thống, nơi mà treo lại tất cả những kỷ vật, những tấm hình ghi lại của ông Vương Chính Đức. Nhìn ở ngoài nhỏ nhưng mà vào cái gian này rất là nhiều phòng đúng không? Đúng rồi. Và đây là gian thứ hai, cùng khám phá xem gian thứ ba là cái gì. Nhiều phòng đó. Nhiều phòng. Và nó rất là mát. Tập. Quý thực ra là cái bề đá như thế này. Ở đây thì ngày xưa còn nói là dành cho các bà vợ lấy sạch xe, hòa với nước ấm tắm ở đây. Nhưng sau này thì con cháu người ta còn đính chính lại rằng cái thông tin đấy nó không được chuẩn lắm. Thì sau này thì nói rằng ở đây chỉ là cái bề đá để chứa nước sinh hoạt cho gia đình con cháu sau này. Ở đây thì cái nguồn nước sinh hoạt của bà con trên này hoàn toàn là phục vụ của nước mưa, trên này không có nước nguồn, do vâng ạ, không có đào được giếng, nhưng đây là cái nước sinh hoạt của bà con đây cho nước mưa sau này. Thôi hết rồi, ba hết ba gian rồi, hết ba bây gian giờ rồi. Thôi để mọi người khách du lịch khám phá đi, khách du lịch khám phá phải đủ rồi, giờ đi những nơi khác à. Để lên nhanh lên, đói quá rồi. Rồi tường đá đẹp ha. Bản làng nằm dưới chân núi, nhà cửa đây cứ thấp thấp nhỉ. Công phu à, xếp hết cái tường đá không biết hết bao lâu nữa, phải tỉ mỉ lắm á, kéo tay á. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đây, không biết ở trong thành phố Hồ Chí Minh các em có xem một cái bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng được quay ở cái làng này. Đó là cái bộ phim Chuyện của Pao. Chuyện của Pao là cô nhân vật nữ tên là Pao. Đấy, và nói về cuộc đời của ấy. Là bây giờ mình vào nhà cô ấy hả? Đây đây, nhà cô ngay trên này rồi. Đi bây đi, giờ đi, mình, đi đi thôi đi mình thôi. Mình vào thôi. Mình tham quan đi. Đấy, hai bên đường bán rất là nhiều nông sản địa phương. Thổ cẩm. Tí là mua cái mũ nồi đội cho nó đẹp. Đấy. Tất cả những bờ tường đều bằng đá, xếp đá hết. Cái này là đặc trưng ở Hà Giang á. Đúng rồi, ở cao nguyên đá thì ai mà xếp đá là người đàn ông xếp. Ai mà xếp mà nhiều, xếp mà gọi là cao là chứng tỏ người đấy quan tâm tới gia đình. Còn ai mà không xếp đá là không quan tâm gia đình. Thế á? Thật mà. Em tự nghĩ ra hay là sao? Thật mà, tự nghĩ ra. Đây 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 đây, giới thiệu với mọi người ngôi nhà quay phim Chuyện của Pao. Khoa nhìn thấy chưa? Bối cảnh đẹp quá ha. Vào trong nhà xem. Xung quanh này mơ mận đào này. Đây mà có bộ phim nào lên đây quay đẹp quá nhất đẹp luôn, luôn. Nhờ, bối cảnh quá đẹp nhỉ. Đây. Thấy không? Cối giã gạo này. Đây là diễn viên trong phim đúng không? Đúng rồi, đây. Những cái bối cảnh này. Chị Pao đẹp quá kìa. Đây, cối giã gạo này. Rồi là... À đây, cái này là giống ngôm ở Mộc Châu của mình đây này. Xay đây này. Đấy. Nhà đẹp quá. Quả ấy này. Nhà sàn chát bằng tường đất này. Mọi người này. Tường đất này là trộn với lại cả rơm dạ nhá. Nó đắp lên. Yeah. Đây. Diễn viên Đỗ Hải Yến trong vai Pao. Đấy, cái to quá.
anh Nam ơi, nãy giờ mình cũng đi tham quan nhiều nơi rồi, em đói quá. Tính dắt em đi ăn cái gì đây? Ừ, anh có mấy cái bánh đi quá trời đi à. Ừ. Thôi giờ đi kiếm người trong bản đi nhỉ. Ừ, người trong bản chị mình nấu ha. Đi. Nấu. Ừ, có mấy có một cái món là bánh tam giác mạch nướng à? Bánh tam giác mạch nướng, dạ, còn món gì nữa? Món gì nữa? Nữa? Ăn cho no chứ. Món trứng đi ha. Chào anh ạ. À. À, anh. Chào các bạn. Dạ, anh là đi đâu về đấy? Mình đi làm nương về. Làm nương về ạ. Cái này cái gì vậy anh? Này là cải mèo đấy ạ. Đây là củ cải, hoa củ cải. À, hoa củ cải. Lấy về cho bò. À. Xém chút xíu nè, em hỏi là chế biến món gì ăn được. À, cái này là cái gì đây anh? Đây là cái liềm mà mình đi làm cắt cỏ hả? Đúng rồi, liềm cắt cỏ. Cắt cỏ. Đi cắt cỏ. Cẩn thận đó Khoa. Anh ơi, bọn em lên trên Đồng Văn thì nãy có ăn một cái món là món bánh tam giác mạch nướng. À, bánh tam giác mạch nướng à? Tụi em là tới từ chương trình Ẩm thực Kỳ Thú, là đi tới đâu thì nấu ăn tới đó. À, thế à? Mà đi tới đâu thì tụi em cũng không biết cách nấu tới đó. Đi tới đâu thì tụi em cũng không biết cách nấu tới đó. Không biết cách nấu tới đó. Thế ơi, làm cái bánh này như chị nói là cũng phải cầu kỳ đúng không? Vâng. Nhưng mà những cái gì cầu kỳ bọn em muốn chinh phục. Đúng. Chứ món đơn giản quá, anh em mình làm nhiều rồi. Cho nên là phải nhờ ai mà ở đây mà biết nấu những món mà đặc trưng ở đây á. Thì em tính là nếu mà anh như này là cũng xong công việc rồi đúng không? Ừ, anh thì bây giờ cũng xong, bây giờ đang trên đường về nhà thôi. À, thế thì hay quá. Dạ. À, ở đây có món gì ngon anh? Ở đây thì bây giờ đặc sản và ngon thì có bánh tam giác mạch và gà xương đen. Là gà xương đen, đúng rồi. Xương đen. Con gà mà xương nó đen. Ôi. Cả lồng mề nó đen hết. Đấy là gà. Là lông nó đen không anh? Lông thì tùy, có thể là đen hoặc là không đen. Còn thịt á? Thịt là đen hết. Chân đen hết, chân từ nội chân tạng cũng đen, đúng rồi. Ui ui ui, là xương đen. Thế thì với cái món gà đen đấy thì mình chế biến và làm thành cái món gì ạ? Gà đấy bây giờ để ngon nhất là mình sẽ nấu lẩu. Lẩu đúng rồi, lẩu gà xương đen. Lẩu gà xương đen. Với các cái loại rau ở rau ở đây là có rau cải mèo, với củ cải này. Củ cải nè. Rồi là mấy cái rau mà có rau đậu Hà Lan không? Có. Úi giời, cái rau đấy em thích lắm. Rau đậu Hà Lan. Là lại phải thèm rồi, lại phải ngon rồi. Anh dạy tụi em nấu món được không? Cũng được mà. Lẩu gà. Lẩu gà xương đen. Đúng rồi. Vậy là bây giờ anh tụi em đi mua gà ha. Nhưng bây giờ muộn rồi thì chợ cũng hết rồi, bây giờ chắc là mình chỉ vào bảng mua của người dân thôi. Đúng rồi. À, là gà người ta đang nuôi trong bảng đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. anh tên gì từ nãy giờ chưa phải tên anh? À, mình tên là Pó. À, Pó. A Pó, A Pó. Anh A Pó. Dạ. Em là tên Khoa, A Khoa. Em là A Nam. A Nam. Em tên Ngân. A Ngân. A Ngân. Mảnh mảnh. Tên nữ là gọi là gì ạ? Nữ là vẫn là Thị mà. Thị Ngân. Thị Ngân. À, thế bây giờ nấu cái đấy thì những nguyên liệu mình đi kiếm sao? Gà với lại gà với lại cả là cái gì anh nữa? Chỉ cho cái rau chỗ mà lấy đi. Thì là gồm những cái gì ạ? Rau thì ở đây là mình tận dụng luôn. Vâng. Thì có rau cải mèo, với nào? Củ cải. Củ cải. Củ cải. Đúng rồi. Vâng. Thế bây giờ bọn em sẽ đi tìm gà với lại cả là lấy các cái nguyên liệu rau với củ cải. Củ cải. Còn cái bánh nó có cái bột. Tam giác mạch ở nhà mình có. À. Thế thì bây giờ anh về nhà anh lấy nhá. Thế thì bây giờ các bạn sẽ đi lấy gà trong bản này nhá. Vâng. Để mình đi ra, để mình đi về mình lấy cái bột tam giác mạch. Vâng ạ, vâng. Vâng, vâng, vâng. Em chào anh đấy, vâng, anh đi. Vâng. Anh vào đi nhá. Vâng, vâng. Đi nhá. Vâng, vâng. Mày quá, gặp được anh ấy cho bột nữa chứ. Nhưng mà mình phải đi kiếm chứ gà. Chứ giờ mà đi hái hoa, hạt hoa xong làm bột thì chắc chắc tới mai mới nấu xong đó. Ủa? Sao đi mãi không bản mà vắng người quá vậy ta? Ôi giời ơi. Ê, có chú kìa, đi xuống hỏi thử coi. Hay quá. Mấy này là mấy cỏ voi hả? Cỏ voi cắt về cho ngựa ăn đấy. Châu ơi. Cá cục nào của ấy to cho bá. Chào chú ạ. Dạ, con chào chú. À, bọn cháu ở trong chương trình Ẩm thực Kỳ Thú. Vâng. Vâng, anh em cháu đi tìm hiểu những cái món ăn ở vùng Hà Giang. Thì bây giờ cháu muốn hỏi chú là mua gà đen với lại cả là mua ít củ cải thì bây giờ mua ở đâu ạ? Gà ra nhà chú, gà của chú. Ủa, chú nhà chú có gà? Gà cải của chú. Dạ. Ê, củ cải này. Vâng. Thì chú bán sao chú? Bây giờ chú đã bệnh à. Và thì chú không bán được thì anh khác
từ sứa vương bác. Thế đấy là bây giờ anh em cháu là ra vườn bắt gà. Dạ vậy để tụi con đuổi bắt gà nhá, rồi xíu lên tụi con trả tiền lại chú. Dạ. Nhổ con trước cái củ cái nhá, không để bắt gà đi. Lấy sức giữ sức đúng không? Bắt gà xong lên nhổ. Vâng. Dạ. Con cảm ơn chú. Bắt gà. Bắt gà đi, lâu lắm mới biết cái. Lâu lắm mới chưa được bắt gà đuổi gà ngoài vườn như này á. Riêng bắt gà. Lần đầu tiên em được vô trong đúng trồng củ cải đó. Bắt gà này anh một bụng kinh nghiệm này. Đâu xem con gà đâu. Ngày xưa ở nhà mà mỗi lần mà nhà em gà đâu lần có khách là có khách là y rằng là bố bắt đi đuổi gà. Đây rồi mấy con gà này. Ba con. Mỗi người bắt con nha. Anh Nam bắt con đây chị bắt con này nha. Bây giờ phân ra đã. Con gà này. À anh Nam bắt con gà trống nha. Chị Ngân bắt con gà mái đen, em bắt con gà nâu nha. Con gà mái đen chị bắt được nè, nó đang trốn rồi. Con ơi. Đến thứ ba nhảy vô nha. 1, 2, 3. Ôi trời ơi. Thấy chưa, con này nó trốn rồi nè. Con ơi ra đây con. Chết tụi nó chạy lên rồi thôi. Chết rồi, nó chạy. Con này nó còn tơi, sao nó nhanh quá. Này, con gà này chặn đâu. Con A Dậu này. A Dậu ơi, mình nếu mình kết bạn với nhau mình không làm gì đâu. A Dậu, chết rồi, khoan. Con này. Con lại đi đầu hàng đi, tao mệt lắm rồi. Tao lại mày tao. Trời ơi mẹ, tao mệt mày lắm rồi. Con điên này. Con gà này, con điên này. Mày làm tao mệt lắm rồi. Này, con A Dậu này. A Dậu. Anh ơi. Sao rồi, anh bắt được chưa? Thôi được rồi. Con gà trống kia nó to khỏe quá. Không bắt được. Trời ơi, chị Ngân như còn bắt được cái anh này. Mà hai cái gà đấy nó ăn cái gì mà nó khỏe trời. Hai con nấu là được rồi. Gà này gà ai nuôi rồi. Thả mà. Đuổi muốn chết luôn này. Bắt ra đây. Mang đồ ăn tự nhiên. Trời ơi. Ra đây Khoa. Anh mày. Ủa mà mình nấu mấy con? Mình nấu có 1 con thôi, con gà đen á. Gà đen hả? Vậy nhìn xem con nào đen hơn. Con cấu chì đen hơn. À con chì đen hơn đúng rồi, mặt đen hơn á. Mặt đen nè. Đen nó ngon đúng không? Ừ, đen nó ngon. Vậy thả này đi hả? Thôi cho nó về với khu vườn trên mây đi. Đi nha con. Bye. Bởi vậy da trắng lúc nào cũng được có lợi hết á. Nào đi đi. Bye bye nha. Thôi đi đi lên hỏi chú đi. Con gà trống này nó khỏe. Anh đuổi mãi không được. Nhổ củ cải luôn anh ơi. À không ấy, nhổ củ cải luôn đi. Bây giờ 3 người. Ai nhổ được củ to nhất thì thắng. Ai nhổ được củ to đúng nhất thì trong cái vườn cải mênh mông này. Ai nhổ được củ to nhất người thắng. Chơi không? Chơi. Rồi nào. Sao chị nhanh thế? Coi như chị là củ đó rồi đúng không? Em phải tìm củ to và dài hơn. Mình cũng phải đi tìm củ nào to và dài. Củ này bình thường. Nào. Ủa rồi sao củ to thế? Em là nhìn trước rồi. Ây trời ơi. Ây trời ơi. Không thể thua được cái củ to. Nhìn như củ tam thất đấy nhỉ? À củ sâm đấy nhỉ? À đây. Đây rồi. Đây rồi, ôi dồi ôi. Ở bên trên như thế này. Ôi dồi ôi. Ôi không, không ơi, không có. Bên này thì trong vườn này to nhất rồi. Bên kia ông, lại ông. Hả? Kìa. Chắc nồi lẩu với 3 củ là vừa rồi nhỉ. Khoa ơi. Ôi. Cũng không khó nhổ lắm đâu mọi người. Đây có cái cây. Thử coi.
tin nữa đâu. Hả? Anh xong rồi hả? Đấy, củ đấy. Ôi trời, trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Này là củ gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời được vào một vườn cải mà nhổ cải thế này. Củ này là củ gì chứ đâu củ cải. Mình thua rồi anh ơi. Mình vịt vịt gốc này nhổ được mà. Ui giời. Cầm rất lên cái lên đấy giờ đào chết luôn. Lúc anh rồi, nhìn ở bây dưới giờ xem củ ai. Củ này người ta mới trồng anh Nam ơi. Nãy nó che vào như thế này. Nhìn ở trên tưởng đầy đặn nhổ phực cái có cùng gốc ngay đây luôn. Ôi giời đây nào, đây còn em cái gì gần. Mập đấy. Cũng ngàng nhau đấy. Không, tôi nhưng xin được đánh giá củ của em dài hơn, to hơn nữa. Em lại là quá tầm tay, quá tầm tay. Người thì thắng, còn ừ. Anh thì đấy khổ thế, nhìn đòn trắng. Thôi thì người nào củ đấy thôi. Anh thấp thấp lùn lùn đi củ lên. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Đi về đó đây, đi về đây. Củ đấy thôi còn. Đi lên trả tiền ra nha, gửi tiền chú này. Cái củ này chắc phải cả ký anh Nam ơi. Củ anh chắc là được 2 lạng. Của anh lạng. Em cũng được 1 ký đó. Này trồng lâu người ta chắc lâu năm lắm rồi đó. Ừ. Đây em là nhổ được củ cải chú. Con cháu bắt được gà rồi. Dạ tụi con bắt được rồi ạ. Thế phải gà. Ôi gà nhà chú. Mình gà nhà mình nó ăn cái gì mà nó khỏe thế. Ăn ngô à? Ôi trời ơi, khỏe chắc thịt nó chắc lắm mà. Chú dạ. Ơi với lại tụi con nhổ được 3 cái củ cải. Cháu gửi tiền gà với tiền cải. Bao nhiêu tiền ạ? À, con gà thì 200.000 thôi, còn củ cải thì chú cho thôi. Ôi trời ơi, chú cho thật, tại con nhổ nó to lắm thế này cả. Không lấy tiền đâu. Vâng, thế dạ, cháu gửi tiền gà. Vâng. Ôi con cảm ơn chú ạ. À. Chú xin nhá. Vâng, cảm ơn chú nhá. Vâng, anh em cháu về làm món lẩu gà đen. Con sẽ chỉ nấu 2 củ cải thôi, cái củ này chú tặng con sẽ mang về làm kỷ niệm. Vâng, vâng, vâng. Con sẽ ép nó để khô. Dạ. Thế con đi đây ạ. Vâng, anh nhớ cứ tử lái nhá. Vâng, vâng. Bye bye chú đi. Vâng. Đi, cháu chú ạ. Chú. Cháu về nhá. Dạ. To. Cải mà to mất cái mặt luôn. Tuần tới, Mạc Văn Khoa, Đỗ Duy Nam, Kiều Ngân sẽ trổ tài vào bếp nấu những món ăn đặc trưng của đồng bào Mông tại Đồng Văn. Bánh tam giác mạch, lẩu gà đen, và cùng thưởng thức các món ăn trong khung cảnh thơ mộng tại công viên đá Đồng Văn. À, tới đây thì thời lượng của chương trình Ẩm thực Kỳ Thú cũng đã hết rồi. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của Ẩm thực Kỳ Thú, đó chính là vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Chodimix cũng đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah 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 yeah. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.